Cửa hàng nụ cười Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay cửa hàng bên em lên sóng giới thiệu cho tất cả mọi người mẫu máy cưa xích hàng Komatsu RE3500EZ, một con cưa xích của Nhật Bản nhé. Con này thì có giật trợ lực này, 35,2cc. Nam theo máy là nam nhông 40, xích sử dụng là xích 25 nhé. Xích này xích mới luôn nhé, về là dùng ngay. Lam đầu nhông, hàng nguyên zin, hai ốc xích lam, giật trợ lực. Đời sử dụng giảm giật bằng lò xo rất là êm tay nhé. Có bơm phụ này, e gió này. Hàng nguyên zin tầm trung, phanh xích đầy đủ nhé. Nói chung con này full chức năng, xài gia đình thì hết xài luôn. Rất là êm luôn. Rất là ngon luôn, công tắc. Để xuống công tắc, để lên là mở này. Đó, có su rê 3500EZ. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 đặt hàng nhé. Giá thì bên là bán con này là 2.800.000 đồng, bao ship tận nhà.